một ý kiến hỏi là cái sân vận động chuẩn quốc tế, thì hiện tại thành phố trong cái quy hoạch chung của thành phố Thủ Đức cũng như thành phố Hồ Chí Minh thì đang rà soát lại, thì chúng ta đang cơ cấu lại để chúng ta tiếp tục phát triển cái khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc. Và như vậy thì chúng ta đang đầu tư ở cái khu Phú Thọ, và vừa rồi chúng ta đã có ý kiến để chúng ta tiếp tục triển khai cái khu Phan Đình Phùng, và như thế là ở khu Rạch Chiếc thì chúng ta cũng đang tập trung, thì chúng tôi cũng cố gắng là sẽ hoàn thành cái các cái công việc chuẩn bị về mặt hồ sơ để chúng ta có thể triển khai được khu Rạch Chiếc. Thì đối với cái một cái sân vận động chuẩn quốc tế thì rất là cần cho thành phố. Tuy nhiên đây cũng là một cái nội dung đầu tư rất là lớn, thì chúng ta sẽ tiếp tục cái ý tưởng này nhưng phải cần có thời gian chuẩn bị, thì cũng phấn đấu đến năm 2024, năm 2025 á thì chúng ta xong về mặt thủ tục để chúng ta có thể triển khai công việc tiếp theo.